Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình có một chút bí quyết mua hàng ở trên Temu á, ship từ Quảng Đông á các bạn, bên Trung Quốc á. Thì tất cả mấy món đồ là đều là free shipping hết cho các bạn, và trả lại thì họ cho các bạn trả lại 2 lần. Ví dụ giống như các bạn mua 10 món ạ, thì các bạn ví dụ cho bạn trả 5 món trước rồi xong rồi các bạn thay đổi, các bạn trả thêm 3 món nữa, rồi các bạn còn 2 món gì, tại vì các bạn trả tổng cộng là 2 lần 8 món rồi, là còn 2 món kia các bạn đổi ý, các bạn muốn trả nữa là lần thứ 3 không được. Qua UPS các bạn scan cái mã số, đưa cho người ta scan mã số, người ta in cái label này cho mình thôi. Thì cũng có nhiều người Việt Nam ở Mỹ họ mua rồi họ nói là lừa đảo, rồi họ kêu là mua hàng mà cuối cùng nhận hai viên gạch, mà họ nói thì chỉ có họ nói thôi chứ mình đâu tin, mà vì họ chỉ có chụp có mỗi cái bọc ở ngoài dán tem lên bộ tem mua thôi, chứ họ đâu có chụp hai cục đá trong đâu các bạn. Mình mua cái mua năm nay là cũng được là 2 năm rồi, cũng khoảng đâu mười mấy hóa đơn rồi đó. Thì chưa bao giờ bị một cái tình trạng mà thiếu đồ hoặc là bất cứ một cái gì. Các bạn thiếu đồ hay là không tới chế một ngày thôi là bắt đầu là nó cho các bạn 5 đồng credit. Thì có một lần mình mua cũng nhiều đồ đó, nó gửi 3 lần, tại vì quần áo nó gửi trước, xong rồi đồ mà bằng pin đó, điện tử nó gửi sau, tổng cộng là 3 package trong một địa chỉ. Thì mình nhận được 2 package, còn một package nó nói là đã delivery mà mình kiếm hoài thấy đâu hết. Mình lên mình nói nó là package thứ ba bị thất lạc hay là ta chưa nhận được, thì gọi đi customer service họ hỏi chứ có muốn lấy lại tiền hay là lấy lại đồ. Thì mình lấy lại tiền rồi xong mình mua sau, trong vòng 3 second là tiền nó vô trong tài khoản cái mua, còn nếu mà 3 cho đến 5 ngày thì vô trong cái thẻ các bạn mua thôi. Thì bây giờ mình làm cùng unbox nhá. Cái này là mình cũng mua luôn nè, 6 đồng giặt tới giặt lui vẫn bình thường, không có rút không có rách gì hết. Quả rất là mát luôn. Còn đây là cái áo sweat size medium, mình cao 1m78, mặt size medium, cân nặng 160 pound, rất là đẹp. Cái kiểu này mình ở Mỹ mình chưa có thấy ai mặc cả trơn, cái kiểu hoa văn design này. Rất là lạ. Thì mình bây giờ trước khi mình mặc á, mình mở ra hết luôn nha. Đó, rất là ngầu chú men, tên hiệu là Chow Monkey. Thì tiếng tàu có nhiều câu na ná những cái gì đó các bạn ơi, giống như chào bên Ý cũng là chào bằng lời C2 đó. Mình mua mấy cái áo đây coi, ba hay là cái thứ bốn nè, sẵn đi hết. Oh man, Son of Viking. Mặc mát lắm các bạn. Còn mà ví dụ giống như là các bạn mua là các bạn phải dùng thẻ credit nha, Bank of America. Có chuyện chi á, nhảy vô giúp các bạn. Customer service của Bank of America rất là good.
Còn như có nhiều người họ sợ scam, chẳng hạn giống như ăn cắp tài khoản hay là này nọ, mình chưa bao giờ bị. Mà với lại á, các bạn lưu ý nè, khi mà các bạn bỏ số phone của các bạn á, là lâu lâu á, lâu lâu có một cái tin nhắn rất là nóng luôn nè. Ví dụ giống như để mình kiếm coi trong cái phone của mình là còn còn không nè, cho các bạn coi, có thể mình còn. Thôi để coi coi. Đây nè, các bạn lưu ý nè, mình chỉ cho các bạn một bí quyết, ít có ai mà làm mà giả với mình được lắm. Nè, để mình mở sáng lên nè, nè, mở thêm cái đèn lên nè. The USPS package has arrived at your warehouse and cannot be delivered due to the incomplete address information. Please confirm your address in the link within 12 tiếng. Đó, scam nha các bạn. Nó nói là bưu điện, USPS là của bưu điện chính phủ. Cái túi hàng nó đã tới cái nhà đó, nhà bưu điện rồi. Nhưng mà không thể nào vận chuyển tới cái địa chỉ mà của các bạn đưa ra bởi vì nó sai. Mong các bạn confirm cái địa chỉ thật ở dưới cái link này nè. À, rồi please reply to yes là có nghĩa là nhắn lại yes là activate cái link again. Nè, bây giờ mình nhắn nha. Scam đó nha các bạn. Đó. Mình mà thấy mà mình cũng nói chung là ngày xưa mình cũng sớm bị dụ, mà không không có dụ được mình bởi vì mình cẩn thận là trên hết mà. Ok, đó các bạn thấy chưa nè, đó có tracking number đàng hoàng luôn nha, của bưu điện đàng hoàng nha các bạn. Delivery fail nè, address unknown nè. Đó, bây giờ nha, mình giả bộ nha, mình bỏ lên, mình bỏ vô nha. Mình bỏ vô em của mình nè. Rồi mình giả bộ đi, mình để đại địa chỉ đó. 8612 North 43 Drive, thành phố Lên Đào. Bởi vì mình nghi lắm mà. Ý như là rồi số phone bỏ đại đi, nó cũng không biết gì đâu. Đó, các bạn thấy nha. Đó, các bạn thấy chưa? Bắt đầu bây giờ nè. We will charge for the delivery. Đó là các bạn phải hiểu lên. Nếu mà là đúng mà đơn hàng của các bạn á thì không thể nào mà tự nhiên bỏ information rồi bắt mình bỏ thẻ. Chả có. Nè, thấy chưa? Chả có 30 sen nè. Đó là các bạn dính chậu liền nha, các bạn nhớ nha. Đừng bao giờ có cái phần đoạn này là biến nè, thoát ngay lập tức, không là sẽ bị scam á. À, vì sao? Cái công ty vận chuyển đồ của mình đó là UPS, có tracking number 16 số đàng hoàng. Các bạn biết không? Đó. Người mà nhắn tin là USPS mà tracking number lại khác. Nó có giống. Không giống mình làm sao? Nhưng mà tự nhiên cái bỏ đúng địa chỉ rồi bắt mình trả thêm 30 xu. Thôi, không được đâu. Bỏ vô chết ạ. À. Nó là scam á. Chôn mềm đá cáo bự dữ vậy. Họ vậy đâu biết được đâu. Cái thì vừa, cái thì to. Nói chung là sơ mi á, bạn nào mà mua thì mua size S thôi nha. Chứ đừng có mua size M. M nó hơi thụ. Quả nó thun lắm.
Ok, nó có rồi. Rồi. Cái đây là cái cover remote ha. Còn cái túi đồ cuối cùng là cái túi đồ đèn DJ nha các bạn. Ở trên Amazon đó, mình cũng trong các bạn một bí quyết luôn ạ. Mình mua cái đèn Amazon đó, cũng 21 con mặt. DJ mà giống như quán quán bar với là quán nhà sàn đó. Bán 95 đồng. Còn cây mua bán 64 đồng. Cũng y chang luôn. Cho nên là mình mới hiểu ra một điều là đôi lúc đó, mình biết đó, Amazon đó, không phải đồ của hắn đâu, đồ của người dân bỏ lên bán đó, mà lấy từng nó thật chứ cần được bên cái mua không nha. Mở luôn này. Sẽ mua nhiều chút à, còn cái này là cái cup holder này. Còn cái áo cuối cùng là mình bỏ ra luôn nha. Cái áo nào ạ, đơn hàng nào mà không vừa đó, các bạn cứ cứ gửi thôi, thoải mái. Chưa, mày được lớn mà ta. Đấy, không có căn được cái size đâu. Y chang lên các bạn, không có khác gì luôn. Y chang luôn. Có bị mốt nha. Bây giờ mình mới hiểu một điều. Những người họ có tiền, họ lười, họ không chờ đợi được ba tuần ở bên Temu gửi qua thì họ lên Amazon họ mua. Và họ có mấy cái ship overnight hoặc là trong ngày luôn. Nhưng mà mình chờ đợi được. Đúng không? Mình mua Amazon xong mình xài thì mình trả rồi. Hôm nay mình mua lại nha. Ok. Bây giờ mình sẽ khám cho các bạn coi nè. Có bị mốt đây họ luôn. Cho nên là lâu lâu mình phải khôn chút, con là bị lừa này. Mình xem cái review với lại mình xem cái đơn hàng đó, y chang không khác gì chang. Cháy của chết luôn. Mình có thể mình không thấy. Này mình coi cái chỉnh coi cái order coi. Đi chè sao nữa. Dữ vậy. Man. Đẹp dữ vậy. Wow, quá đã. Coi như rẻ được 30 đô. Hàng cũng y chang. Chơi nhạc, chơi nói chung là cái này mà chơi weekend mà quất thêm cái dàn karaoke nó thì thôi, hết sợi. Mình thích order hơn, order nó tự động nó chơi vũ điệu luôn các bạn, còn bấm cộng lại các bạn là nhấc đầu. Ok thì đó là những cái kinh nghiệm của mình mua đồ trên Temu, nhưng mà được một cái ngon nha, thì các bạn cứ thấy rồi đó, ví dụ giống như là y như Amazon nữa, mặt hàng nào không thích thì mình cứ request return, đôi lúc á mình được hai lần luôn này, không cần trả hàng lại mà vẫn trả tiền lại, y như Amazon vậy đó, rất là ngon. Ok, video có đây là tạm dừng nha, hẹn gặp lại các bạn.